Hải chào mọi người nha. Thì hiện tại Hải đang có mặt tại khu đường Nguyễn Đình Chiểu và bây giờ Hải đang trong quá trình chờ xe để ra sân bay Tân Sơn Nhất về Hà Nội nha mọi người. Thì hiện tại bây giờ là 11 giờ đêm rồi, thời tiết khá là mát mẻ và dễ chịu. Này nhiều người đi không cô? Tết nhất thế này có nhiều người đi không? Không ít ạ. Thì hiện tại Hải đang có mặt tại sân bay mọi người. Bây giờ thì sẽ vào làm thủ tục check in để lấy vé nhé. Thì hôm nay là bay chuyến Bamboo, bay chuyến lúc 2 giờ 20 phút. Thì mọi người thấy giờ này thì cũng rất là đông người vào để làm thủ tục để quay Bamboo được bên này nhé. Đang phải đứng xếp hàng để check in để làm thủ tục vào đây mọi người này. Vừa làm xong cái thủ tục check in nha mọi người. 1 giờ 35 có cửa tại cửa số 12. Bây giờ mình cũng đi nhé. Phải mất tầm khoảng 20 phút để mà check in cũng như lấy vé ở tại khu vực này. Khá lâu đấy. Nếu mà đi ngày bình thường thì chắc là cũng hơi mệt đấy. Bây giờ là hơn 12 giờ. Cái vận tốc này chắc là khá là dài mọi người. Bây giờ thì Hải sẽ đi lên trên lầu nha. Mình đi lên trên lầu để ra đến cửa số 12. Không biết là có xem cái này là cái gì nữa đây. Mình đứng vào đây xếp hàng để đến cửa an ninh kiểm tra hành lý bắt đầu lên máy bay. Giờ này làm thủ tục rất là lâu này. Khu vực này thì hình như là không cho quay video á. Đến đoạn này thôi Hải xin phép dừng nha. Thì Hải vừa làm xong cái thủ tục đó mọi người. Thì bây giờ mình ra đến phòng chờ nha. Phòng chờ của Hải là phòng chờ số 15. Giờ bây giờ mình cùng đi dọc cũng như là cập nhật xem một tình hình đây như thế nào. Bây giờ này cũng ít, không nhiều lắm á.
Hôm nay là lượng người di chuyển ít hơn. Và giá vé đêm này thì nó cũng rẻ hơn so với giá vé buổi sáng. Đấy, nhìn nó cũng không đông lắm đâu. Và mình lại với cửa số 12 nhé. Ở đây thì vẫn đang bán đồ ăn cung cấp đầy đủ nha mọi người. Hải trước khi đi thì đồ ăn uống đầy đủ nên cũng muốn ghé đây. Mà ghé mua giá thành ở đây khá là đắt luôn đấy. Đây là cửa số 5, cửa 6. Số chắc chỗ đông đông kia là chỗ của mình nhỉ. Bây giờ tới đây ngồi đây một xíu ấy. Bây giờ 1 giờ 35 với bay cơ. Bây giờ mới có mới 12 giờ. Cũng khá là dài. Còn hơn 1 tiếng. Và đây là lúc mà mình đang lên chuẩn bị lên máy bay nha mọi người. Đang chuẩn bị ra cầu thang để lên máy bay của Bamboo. Cool. Lần này đêm rất là vắng. Hiện tại gần 2 giờ sáng rồi. Và đây là thời tiết nó lạnh hẳn luôn. Máy lạnh nữa. Đứng chờ để check in vé này, cũng như là xếp chỗ ngồi phía bên trong. Lấy vé này. Vé kèm chứng minh.
9:30 nhá, mình có mặt tại sân bay Nội Bài mình. Là 12 độ, khá là đẹp. Thì mình nhà mới vừa trên xe buýt xuống nha mọi người. Đây, mọi người đang đi xuống này. Thời tiết rất là lạnh luôn. Hiện tại bây giờ là 11 độ C và 4:30. Bây giờ mình sẽ vào bên trong để lấy hành lý, chuẩn bị để về tới khách sạn nha. Cái kiểu nó cảm giác nó bị sốc nhiệt rồi. Ui, nó lạnh thật đấy. Tưởng là sống ở đây khá là lâu rồi nhưng mà không quen được cái thời tiết lạnh như này. Ở sân bay hiện tại rất là trống nhá. Xem này, rất là trống, không có người đông như mọi lần. Thì bây giờ hai sẽ đứng xếp hàng chờ lấy hành lý nhá. Thì đây là khung cảnh mọi người đang đứng chờ để lấy hàng này. Hai của bạn đang đứng khắp này để chờ lấy hàng. Không biết là hành lý bây giờ nó xuống. Cuối cùng thì mình cũng lấy ba lô cho mọi người. Bây giờ mình sẽ ra lấy cửa phía trước để bắt xe về khách sạn. Với cái thời tiết 11 độ như này thì ra phía bên ngoài này khá là lạnh nha. Nên mọi người nếu mà từ miền Nam, nếu mà từ Sài Gòn ra đây thì nhớ mang theo khoác nha. Hay mang theo một chiếc khoác này mà khá là lạnh. Ra đến cửa này lạnh lắm. Bây giờ không biết là đi về khách sạn nào đây cả. Đây là lần thứ hai mà Hải tới sân bay Nội Bài về đêm này. Lần trước thì về lúc 2 giờ sáng thì bắt xe một cái là chạy về nhà luôn. Dạ không. Mình cũng đi ra phía bên ngoài để xem có Grab một lát, mình bắt một chiếc Grab về bến xe Giáp Bát, xem ở đấy quanh quanh đấy xem có chỗ nào có cái khách sạn mình thuê cái đấy vào đấy ngủ khoảng vài tiếng, sau đấy thì mình trải nghiệm ở Hà Nội nha. Thời tiết rất là lạnh. Thì bây giờ cũng không biết là đi hướng nào nữa cơ. Nếu mà sân bay tới sân nhất á, thì mình cần biết chứ bây giờ đây cái tên sân bay này tới là bài này cũng chưa biết ra được nào. Thôi mình cứ đi để dọc đường này nhá. Nó hơi run một xíu mọi người. Đi nó lạnh quá. Thì đây là các căn phòng mình mới thuê mọi người, nhỏ một xíu á, 500.000 một ngày nhá. Quay review cho mọi người xem luôn này, bên trong xem có gì này, có phòng tắm luôn,
nhỏ một xíu thôi, nhưng nói chung là ông mình thì thoải mái rồi. Đấy, căn phòng, còn góc view này thì có thể nhìn ra phía bên ngoài. Có đấy nhìn ra bên ngoài những căn nhà cũng khá là nhìn cổ kính, kiểu này nhà thời trước. Thì bây giờ hãy sẽ nghỉ ngơi một xíu, sau đấy mình đi dạo đường phố Sài Gòn, à quên, đường phố Hà Nội nha.